Chào mừng quý vị và các bác đã ghé thăm kênh video Hoa Lan Ninh Bình. Vâng, em xin chào các bác. Thưa các bác, thì hôm nay em ở nhà. Thì hôm qua chủ nhật thì em đi sưu tầm được một số những các cái giống cây địa lan quý đấy. Thì hôm nay em tiến hành em trồng. Và trước khi trồng thì em dành mấy phút để chia sẻ với các bác. Thì cũng xin thưa với các bác thì đây là những các cái cây mà lan rất là quý nhá. Đây là những các cái cây lan mà nó là cái niềm ao ước của em ấy, mơ ước ấy. Thế thì đến bây giờ thì em đã đi sưu tầm về được rồi. Hôm qua em đi thì sưu tầm được cây hoàng lan. Cây hoàng lan. Đúng là mơ ước của mình, nhưng mà cũng chỉ là những các cái hàng mà bình thường của người khác thôi. Vậy nên là trong cuộc sống nó không có cái gì là tuyệt đối cả. Thì em sưu tầm được một cụm này. Một cụm này là 2 thân. Và một cái thân già này là 3 thân. Thì em vừa tách cái thân già này ra rồi. Và cũng như những các cái lần trước ấy, em đã quay và giới thiệu chia sẻ cho các bác rồi đó. Thì chúng ta đón được những các cái cây lan này về. Thì cái công việc đầu tiên là các bác phải làm cái công tác vệ sinh. Chúng ta vệ sinh thật là khéo léo. Bỏ hết những các cái rễ dập, rễ thối. Rồi chúng ta có thể nhặt hết những các cái phần mà nó đã bị chết hoặc là nó đã bị mục đấy. Và nói chung là ta vệ sinh thật sạch sẽ cái cây này. Và hết sức lưu ý với các bác ấy là khi mà chúng ta vệ sinh cái bộ gốc của nó đây thì nó sẽ có những các cái mầm nhỏ nó đang lên. Do vậy mà chúng ta làm là phải thận trọng. Chứ nếu không các bác vệ sinh sạch xong được cái gốc này ấy, thì cái măng cái mầm này nó gãy hết, hoặc là những cái mầm mà nó còn nhỏ xíu ấy, nó đang mới ra ấy. Còn hễ mà nếu mà bác nào mà không cẩn thận ấy thì thôi, để luôn vậy cũng được. Sau đó thì chúng ta ngâm sơ qua nước vôi. Còn nếu mà bác nào mà có cái thuốc đặc trị nấm đấy thì các bác pha ra như là phun ấy. Rồi các bác ngâm khoảng mấy phút, khoảng 10 phút gì đó. Để cho nó đảm bảo nó diệt hết được những các cái nấm khuẩn mà mình... Nó đang bám ở trên cây mà mình đưa ở các cái vườn khác về. Rồi là ta treo nó lên rồi để ráo. Rồi các bác có thể là ngâm sơ qua cái kích rễ cũng được. Mà nếu như mà cái kích rễ mà chúng ta chưa ngâm được thì mai người kia ta trồng lên người ta phun sau các bác. Cũng không ảnh hưởng gì. Cái quan trọng nhất là cái mà để giữ được cho cái cây lan của chúng ta nó không bị nấm khuẩn. Nó sạch sẽ đã. Và cái giá thể để mà trồng cái cây lan này thì em cũng xin chia sẻ với các bác. Giá thể thì em dùng là thứ nhất là đất Nhật. Đất Nhật ạ, cái này là đất Akadama đấy. Cái thứ hai nữa là vỏ thông. À, cái thứ hai nữa là đá bọt. Đá bọt các bác nhé. Cái đá này nó rất là nhẹ, đá bọt. Cái thứ ba nữa là em vẫn sử dụng sỉ than tổ ong. Cái sỉ than này thì các bác lưu ý là gọi là sỉ ải nhé. Sỉ này thì ở trong lò mà nấu ra đun ra đấy thì chúng ta nên ngâm nước nó đi, hoặc vớt ở ngoài vườn khoảng rồi đổ nước cho nó, có nghĩa là rửa nó đi. Bên cạnh đó thì em sử dụng thêm là cái vỏ lạc và vỏ chấu hun.
đó là của vợ chú hôn đó. À, và còn thiếu một cái phân dê nén nữa đây. Đấy thì em cứ chuẩn bị đây, em cứ chuẩn bị như thế này đấy, như thế này thì ở đây em sẽ lấy cái phân dê nén cho các bác xem. Em cứ chuẩn bị cũng đang thiếu, đây là đất Nhật Arakarama em cũng chuẩn bị để trồng đấy. Cái mùa xuân này mà, cái mùa xuân này là em cứ phải mua mấy bao xong về là để như này là trồng. Đây, đây là cái phân dê nén nhé. Cái phân dê này là phân dê Silva của Ngọc Linh đây. Cái phân này ấy thì nó có một cái là rất là tuyệt vời, là nó không, nó ít bị tan. Nó vẫn tan nhưng mà nó lại thuộc vào cái diện là tan chậm. Do vậy mà khi mà ta phối hợp với những các cái chất trồng này thì nó rất là an toàn. Một là nó vừa diệt nấm khuẩn, cái thứ hai nữa là nó đủ cái lượng để mà cung cấp cho cây sau này. Đấy. Còn là chậu trồng thì xin thưa với các bác đây, chậu thì thực ra mà nói trồng địa lan thì các bác có cái gì là trồng cái đó đều được. Chậu nhựa, chậu sành sứ, nhưng mà em ấy, em thì em rất thích cái chậu cao này. Đấy, cái lý do cái chậu cao này ấy là nó giữ nước, tức là mình trồng nó thông thoáng. Đấy, đảm bảo được những các cái độ và cái cây lan em trồng trên những các cái chậu cao thì nó rất là tuyệt vời các bác. Có thể là trồng cái chậu cao này sau này cái chậu lan nó nhìn nó không đẹp bằng những các cái chậu cổ hoặc những các cái chậu quý, nhưng mà các bác đã biết rồi đấy. Đấy, Trung Quốc này hoặc là các cụ người xưa là vẫn sử dụng những các cái chậu nhựa như thế này để trồng cây, nó là những các cái chậu cao. Và những các cái chậu như thế này ấy, thì nó rót nước rất là tốt nhưng mà lại vẫn đủ độ ẩm và hút được cái rễ của cái cây nó lao xuống rất là mạnh. Nó không như những các cái chậu mà nó cạn. Và em cũng xin giới thiệu đến với các bác nhé. À, trước kia thì em chỉ có trong lòng chậu thì em chỉ có bẻ xốp bỏ vào thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó có cái sản phẩm của Ngọc Linh này. Cái sản phẩm này rất rẻ, bán đâu đó có hơn chục nghìn một cái như này. Đấy, đây là một cái bộ này là bộ điều hòa để dùng cho tất cả các cái loại lan với một cái hình thức là gọi là bán thủy canh, nhưng mà thực ra nó không phải. Cái này ấy, thì nó có một cái rất là ưu điểm rất là hay là nó có một cái khoảng không ở dưới các bác nhé, nó có một cái khoảng không rất là lớn ở dưới để cho cái cây, để cho nó rong nước nhanh này. Cũng như là nó tạo ra những các cái khoảng mà có oxy đấy, oxy nhiều để cho cây nó thiếu oxy, nó thông thoáng ở dưới. Bên cạnh đó thì nó lại có vẫn giữ nước các bác nhá. Ở trong cái này nó có thể là nó giữ nước cho các bác được khoảng đến 150cc, khoảng 150 đến 200cc rồi đó. Thế thì khi mà chúng ta tưới thì nó róc nước xuống và bình thường ở bên ngoài thì nó sẽ thoát đi hết, và nó vào đây là nó sẽ thoát đi. Còn cái phần nào thì nó giữ lại trong này thì nó sẽ vẫn giữ. Và như vậy thì nó sẽ lưu lại cái nước này và nó liên tục, ví dụ trời nắng đấy, trời nắng mùa hè đấy thì nó liên tục nó bốc hơi lên thì nó kéo cái rễ của cây lan xuống nha. Đây, các bác cho vào đây, xong đó là các bác bỏ thêm một ít xốp nữa. Còn vậy là cái xốp và cái này là nó chiếm mất khoảng độ gần 1/3 của cái chậu này rồi. Và như vậy là ta trồng cây lan từ đây lên đấy, thì như vậy thì rất là an toàn và giúp cho cái cây lan của chúng ta là làm sao mà trồng là nó thông thoáng này. Đây, tất cả các cái giá thể này các bác phối trộn vào với nhau, và mục đích
của cái cây lan ấy là các bác trồng làm sao mà nó thông thoáng, đấy, thoát nước tốt. Đấy, và như vậy thì nó rất là an toàn và cái cây của chúng ta nó phát triển được. Đấy, đủ dinh dưỡng này, dinh dưỡng là phân này, thoát nước tốt này. Đấy, cái đá bọt này nó lại thoáng nhé, mà nó lại hút nước rất là tốt các bạn ạ. Cái đá này vớt xuống ao là nó còn nổi đấy. Đấy, rồi là cái đất Nhật này, cái đất Nhật này là nó giữ nước rất là tốt nhưng mà nó cậy. Và chỉ có trừ khi là nó úng quá nó mới bở ra thôi, còn lại bình thường nếu không nó vừa đủ độ ẩm thì nó không bị bở. Rồi cái sỉ kia cũng vậy. Đấy, mục đích của chúng ta trồng thì cũng xin thưa với các bác là nó cũng không có cái gì khó lắm. Chúng ta trồng là nó thông thoáng, thoát nước tốt nhưng mà lại vẫn đủ độ ẩm để cho cái cây lan của chúng ta nó phát triển. Đấy. Thì sau khi mà em trồng xong thì em lại xin quay lại gửi đến cho các bác xem. Còn bây giờ thì em đi em trồng. Và cũng đây, cũng xin quay để giới thiệu lên các bác đây, em trồng này. Đấy, em trồng em cho rất là khá nhiều phần. Cây lan của em mới trồng trước Tết, tách chiết và ra hoa thì rất là đẹp. Cũng như là khỏe lực, cây không bị suy thế nào cả. Đấy. Còn cũng xin giới thiệu với các bác nha, cái năm ngoái thì em có bán cho các bác là cái giá thể Lipva đấy ạ. Cái giá thể Lipva là cái giá thể nhập khẩu ở nước ngoài về đấy. Mà năm nay do dịch Covid thì hàng nó không về được nên cũng không có để giới thiệu cho các bác. Thì đây, các bác trồng ươm thì các bác trồng bằng những cái giá thể này rất là tốt. Nên như cái cây này là hôm trước là em đi vắng và vợ em ở nhà thì nó trồng. Và cái giá thể này khi mà chúng ta trồng ươm ấy thì để tránh cho cái hiện tượng mới thì là khi mà chúng ta tưới nước ấy, nếu mà các bác mà trồng bằng cái giá thể khô hay là tưới nước là nó rất là khó. Do vậy mà các bác cho nước vào, các bác nhào nó đi. Nhào nó đủ độ tầm rồi thì khi mà chúng ta trồng cây là chúng ta chỉ cần vớt nó vào gốc như vậy là được. Và trồng xong thì không cần phải tưới các bác. Đấy, không cần phải tưới. Và cái cây của em đấy, em đi vắng ship về mấy ngày mà trồng vẫn giữ tốt hoa và vẫn đảm bảo rất là tuyệt vời cái cây này. Cây này thì chắc 2-3 hôm nữa là cũng sẽ nở hoa một loạt rồi. Đấy thì em xin quay cũng như là xin chia sẻ gửi đến các bác nhé. Thì cái đây là cái giá thể Lipva. Cái giá thể này thì nó có đủ những các cái chất dinh dưỡng. Rồi là nó được diệt sạch các cái nấm khuẩn, gọi là nó ở trong cái môi trường công nghiệp đấy. Còn nếu như mà bác nào mà không có cái giá thể này thì các bác có thể trồng ươm bằng cái sơ dừa ấy. Nhưng mà các bác lưu ý là cái sơ dừa thì nó có hai loại. Một cái loại sơ dừa mà người ta chưa xử lý, hoặc là có nghĩa là cái sơ dừa mà nó ở những các cái vùng ven biển nước mặn ấy thì nó lại không tốt thế nào cả, mà các bác phải lấy mua những các cái mùn dừa đấy, các cái mùn dừa mà ở những các cái cây dừa mà ở cái vùng nước ngọt kia. Chứ còn một số những các cái mùn dừa hoặc là sơ dừa mà nó ở các cái vùng nước mặn ấy rồi về chúng ta không xử lý là trồng nó không hiệu quả là ở cái chỗ đó đấy các bác nha. Thôi, em lại đi em trồng cái kia đi. Sau khi em trồng xong thì em quay gửi đến cho các bác xem. Còn cái cách trồng thì nó đơn giản thôi. Các bác cứ phối trộn vào với nhau. Rồi là các bác trồng. Không có cái gì là... Thôi, em xin chào các bác. Vâng,
Thưa với các bác thì sau một cái hồi làm việc thì bây giờ là em cũng vừa trồng xong được mấy cái chậu của mình rồi. Thì em xin quay và chia sẻ đến với các bác nha. Đây, xin thưa với các bác là đây là cái cây mặc lưỡi trơn, lưỡi vàng đấy. Lưỡi trơn, lưỡi vàng. Hôm qua em đi sưu tầm về thì nó còn một cái bông hoa trên này, nhưng mà bỏ xe rồi về đến nhà thì nó bị héo rồi. Đây là cây mặc lưỡi trơn, thì cái cây này nó có hai cây, em sưu tầm có hai cây. Một cái cây này thì nó to hơn chút, có bộ lá thì rất là giả. Còn đây cây thứ hai thì em trồng ra đây, cây này thì có bốn lá rất là cẳng. Và đây là một cái cây mà mơ ước của em thì đến bây giờ cũng đã có về đến nhà rồi. Một cái cụm mà em sưu tầm này nó có ba cái thân, thì một cái thân mẹ này, một cái thân thân bà này, một cái thân bà này thì em tách riêng ra rồi. Và đây là cái thân mẹ thì lá hỏng hết, vừa nấm khuẩn mà vừa vàng choe. Nói chung là cái bộ cái cụm này nó quá kiệt. Và đây thì chưa thể gọi là thân được, nó mới gọi là cái măng, măng lớn. Và nó đang có một cái mầm. Thì hy vọng rằng cái cây này về với em thì em sẽ chăm sóc nó tốt hơn. Vâng, và xin thưa với các bác thì sau khi mà trồng như này xong rồi thì bây giờ các bác có thể là đi, nếu như mà bác nào ấy mà trồng cây mà cái cây của mình ấy cả mà các bác xử lý mà nó chưa khô ấy, thì các bác để đến chiều tưới nước hoặc là đến mai tưới nước. Còn nếu như mà các bác trồng bằng cái giá thể như của em đây mà cây mà các bác xử lý mà các bác đã để khô ráo nước rồi thì giờ các bác có thể là đi tưới thông chậu. Các bác có thể dùng cho nó 1-2 lít nước để tưới nhẹ nhàng, tưới cho nó thông chậu. Sau khi mà tưới thông chậu rồi thì các bác để vào cái chỗ không mưa ấy, và thoáng. Rồi 2-3 ngày sau các bác hăng tưới lại. Còn nếu mà bác nào mà yêu quý nó quá thì các bác dùng cái bình phun sương chỉ xịt 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 một chút ở trên cái lá thôi. Rồi là chúng ta để khoảng vài ngày rồi chúng ta bê ra vườn. Để trời mưa cũng không có vấn đề gì. Vâng, thôi vậy em xin quay cũng như là gửi đến các bác nha. Toàn bộ cái công việc của em. Cái công việc của em thì nói thực với các bác là em trồng và chăm sóc. Bên cạnh đấy thì em chia sẻ lại với các bác theo đúng những cái gì mà mình đã làm. Thực ra mà nói là em thì em cũng chẳng bảo là nó là kỹ thuật cao siêu gì đâu, nhưng mà thôi thì mình làm thế nào thì chia sẻ cho các bác như vậy. Và em trồng như vậy thì em thấy nó rất là tốt và rất là tuyệt vời. Còn nếu mà nhiều thiên hạ nhân thiên hạ tài các bác ạ, nhiều người tài giỏi hơn rất trăm nghìn lần. Do vậy mà thôi thì các bác cứ tham khảo rồi là học hỏi theo nhiều những các cái cách trồng khác nhau. Cái nào mà nó phù hợp với mình thì mình trồng. Còn nếu không thì chúng ta cứ làm theo cái ý của mình là chuẩn nhất các bạn. Đấy, em mới sưu tầm được một cái cây này là cái cây bung cam. Nụ như thế này thì cánh bầu là chắc chắn rồi. Cánh bầu bông này mà sổ ra thì năm ngoái là nó đã sổ ở chủ vườn cũ rồi, năm nay thì nó chưa sổ lại và bây giờ thì nó mới đang chuẩn bị sổ.
em sưu tầm được ba thân các bác, ba thân. Thực ra là nó có hai thân này và một cái măng, măng này thì giờ nó cũng thành thân. Thì em đợi nó sổ rồi xem thế nào. Hôm nào mà nó nở hoa thì em lại xin quay gửi đến các bác cùng chiêm ngưỡng. Đây là cái bông mạc đen các bác. Mạc đen, hàng các cụ đấy, hàng các cụ chơi ngày xưa. Đấy, thân cổ lá rất là phê. Vâng, thưa vậy em xin chào các cô nha. Xin hẹn gặp lại các cô ở trong các video khác.